Vâng, xin chào các bác đến với Kinh Xe Đạp. Và nay giới thiệu bác một mẫu xe touring mới về bên em, mẫu XDS dòng touring. Model tốc speed 170. Thì mẫu XDS thì bên em đã về rất là nhiều những dòng xe địa hình và xe đua và dòng touring. Thì cái model lần này em về là cái model XDS tốc speed 170. Và bây giờ xin mời các bác giới thiệu chiếc xe. Vâng, trên cùng mình bác, đây là cái mẫu dòng xe touring XDS Top Speed 170. Hiện tại thì rất nhiều các bác hỏi em về cái mẫu dòng touring tầm trung và giá tốt. Thì cái model lần này em về là cái model Top Speed 170, tốc độ series Top dòng XDS khung nhôm. Cái model XDS thì bên em bảo vệ rất nhiều thời gian vừa qua rồi. Với cái tông màu chủ đạo là tông màu đen, điểm chỉ xanh trên khung xe. Thì hợp các bác yêu thích những tông màu tối. Website của cdsung.com. Top Speed 170 là cái model của xe. Đây là cái mã vạch que chính hãng của dòng XDS. Đây là que XDS T170 này, mã vạch chính hãng của xe, phiên bản trên khung xe. Khung nhôm. Một mẫu touring hiện tại bên cửa hàng bên em rất là bán chạy trong cái thời gian vừa qua. Vào thời điểm mùa này thì có rất nhiều các bác đạp xe đạp thể thao đường phố rất là phù hợp. Cổ phốt ghi đông chính hãng của XDS nguyên bản theo xe. Xe sử dụng với tay bấm xả chính hãng của Shimano Alivio. Đằng trước sử dụng cụm phanh đĩa. Bên phải em sử dụng với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano Alivio cũng có tay bấm xả. Đằng trước đằng sau cũng là sử dụng cụm phanh đĩa. Màu rất là trẻ trung, màu tông màu đen, điểm chỉ xanh và trắng trên khung xe. Càng nguyên bản theo xe của XDS Top Speed 170. Vành nhôm 2 lớp chính hãng của XDS. Vành Alex Rin. Làm từ hợp kim nhôm, nhôm 6061, nhôm siêu nhẹ dành cho những dòng xe đạp sản xuất khung xe đạp và thể thao cao cấp. Sử dụng lốp Kenda. Kích thước lốp 700x32C. Kích thước lốp cơ bản của dòng xe touring. Lốp cũng còn rất là mới. Đồi đĩa Pro View, 3 tầng đĩa, gạt đĩa Shimano Alivio. Cọc yên chính hãng của XDS. Cọc yên nhôm, yên XDS nguyên bản theo xe. Xe sử dụng với củ đề sau là củ đề Shimano Alivio. Trang bị với 8 tầng lip chính hãng của Shimano. Và giờ xin tôi sửa cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 45. Chiều cao ngang là size 51. Thích hợp các bác cao từ 1m6 đến 1m7 đổ lại đi vừa. Xe trang bị với 8 tầng lip. Xuống lip lên. Lên lip. Xuống lip. 8 tầng lip của Shimano như bản theo xe. Sử dụng rất tuân thủ mật mà. Bên phải em được trang bị với 3 tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, gạt đĩa của Shimano Alivio. Rất là bon xe. Cái model XDS này bên em về rất là nhiều thời gian vừa qua, nhất là những cái mẫu dòng xe đua và touring khá là phổ biến bên em. Và cái mẫu touring dòng XDS này rất là bán chạy được hàng bên em vì giá thành rất là tốt.
khung nhôm, sử dụng group full Shimano. Trước sau là sử dụng cụm phanh đĩa nguyên bản cho xe. Vừa nghe một đánh giá tổng thể xong chiếc xe XDF Top Speed 170 là cái model của xe. Và xe được trang rất giá rất tốt bên em là 6,2 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Đó là con tên liên hệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Mời hẹn gặp lại chương trình ngày mai.